Đăng ký 4G Vinaphone gói nào rẻ nhất? Có lẽ đây là câu hỏi của rất nhiều bạn đang sử dụng dịch vụ di động Vinaphone. Data 4G ngày nay là yếu tố không thể thiếu của người dùng di động để có thể kết nối mạng tại những nơi không có sóng Wi-Fi. Nhưng nên chọn gói cước 4G nào tốt nhất và rẻ nhất? Hãy cùng gói cước di động tìm hiểu nhé! 1. Gói cước D2 ưu đãi data, 2GB data một ngày. Cước phí 10.000 đồng một lần đăng ký. Thời hạn sử dụng 1 ngày. Cú pháp data 3D2 gửi 1.543.2. Gói cước D3 ưu đãi data, 3GB data một ngày, cước phí 15.000 đồng một lần đăng ký. Thời hạn sử dụng 3 ngày. Cú pháp data 3D3 gửi 1.543.3. Gói cước D5 ưu đãi data, 1GB data một ngày, cước phí 5.000 đồng một lần đăng ký. Thời hạn sử dụng 1 ngày. Cú pháp data 3D5 gửi 1.543.4. Gói cước D7 ưu đãi data, 1,2GB data một ngày, cước phí 7.000 đồng một lần đăng ký. Thời hạn sử dụng 1 ngày. Cú pháp data 3D7 gửi 1.543.5. Gói D3K ưu đãi data, 250 mobile banking data một ngày, cước phí 3.000 đồng một lần đăng ký. Thời hạn sử dụng 1 ngày. Cú pháp data 3D3K gửi 1.543.6. Gói D5K ưu đãi data, 500 mobile banking data một ngày, cước phí 5.000 đồng một lần đăng ký. Thời hạn sử dụng 1 ngày. Cú pháp data 3D5K gửi 1.543. Trên đây là top các gói cước rẻ nhất mạng Vinaphone. Hy vọng bạn có thể sớm lựa chọn được gói cước phù hợp với nhu cầu của mình. Like, share và subscribe kênh Gói Cước Di Động để nhận được thông tin ưu đãi về các gói cước nhanh nhất nhé.